Sở hữu ba kỹ năng khó tự động hóa này, chat GPT hay bất cứ công cụ AI nào cũng không thể thay thế bạn, số 2 đặc biệt cần rèn luyện từ sớm. Công cụ AI như chat GPT được nhận định sẽ giúp đơn giản hóa công việc để con người đảm nhận những nhiệm vụ khó hơn đòi hỏi những kỹ năng phức tạp. Trong một thế giới công nghệ có tốc độ phát triển nhanh không ngừng như hiện nay, máy tính, robot và tự động hóa đã thay đổi không ngừng tính chất của hầu hết mọi công việc. Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy một cuộc cách mạng mới trên phạm vi toàn cầu. Theo một số nghiên cứu, khoảng việc làm có thể hoàn toàn tự động hóa. Đặc biệt là với sự bùng nổ của công cụ HeChat GPT khiến nhiều người hoang mang liệu ngành nghề của họ có bị xóa sổ trong tương lai hay không. Tờ Econor, Mick nhận định ai có thể không loại bỏ các công việc mà sẽ đảm nhận những nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại. Điều này sẽ giúp con người chuyển sang những vị trí đòi hỏi nhiều kỹ năng giao tiếp hơn. Các công việc yêu cầu mức độ tương tác cao giữa con người với nhau đưa ra chiến lược, quyết định quan trọng kỹ năng hiếm hoặc kiến thức sâu rộng như chuyên gia được đánh giá khó bị đe dọa nhất economic time đã liệt kê một số kỹ năng và ngành nghề không dễ dàng bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo quản lý nhân sự và chăm sóc khách hàng dù máy móc rất giỏi làm theo yêu cầu nhưng chúng không thể hiểu được cảm xúc của con người ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được chúng ta đang cảm thấy thế nào và phản ứng theo cách mà con người có thể làm được lãnh đạo giúp nhân viên vượt qua thời điểm khó khăn người phụ trách quan hệ khách hàng làm việc mong muốn của đối tác hay hát giờ tìm kiếm những ứng viên phù hợp đều là những việc cần đến sự đồng cảm thấu hiểu để thực hiện những vị trí liên quan đến khách hàng thân chủ hay bệnh nhân không bao giờ có thể bị thay thế bởi ai ví dụ việc sử dụng tự động hóa có thể giúp các chuyên gia nhân sự chọn lọc ứng viên những vòng đầu nhanh hơn nhưng họ vẫn cần tiếp xúc trực tiếp với ứng viên để đưa ra quyết định cuối cùng Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng vậy, công nghệ đóng vai trò quan trọng, nhưng chúng ta vẫn cần con người làm việc. Bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật, y tá, nhân viên y tế để chẩn đoán và điều trị, chuyên gia nhân sự Zupa Likon cho biết. Theo phó giám đốc phụ trách marketing của Agency HQ Lab Harider, nhà tâm lý học, người chăm sóc, hầu hết các kỹ sư, quản lý nhân sự, chuyên viên chiến lược marketing và luật sư là một số vai trò không thể thay thế bằng ai trong tương lai gần. Tư duy chiến lược, tư duy phản biện ai có thể loại bỏ hoặc đơn giản hóa quá trình thực hiện các nhiệm vụ nhưng không thể cung cấp chiến lược tổng thể phù hợp cho mỗi nhiệm vụ. Ngay cả khi thế giới hướng tới số hóa và tự động hóa, khả năng hiểu bối cảnh và giải quyết những vấn đề phức tạp, từ đó đưa ra giải pháp vẫn không thể thay thế. Bất kể ngành công nghiệp nào, những vai trò đòi hỏi tư duy chiến lược sẽ luôn được thực hiện bởi con người. Vì vậy, các công việc như kiến trúc sư cung cấp giải pháp, designer, chuyên gia cung cấp dịch vụ khách sạn, nhà hàng và chuyên gia tư vấn sẽ vẫn có nhu cầu tuyển dụng cao. Về bản chất, kỹ năng có khả năng cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội sẽ là những kỹ năng của tương lai. Dù chi cơ Water, si công ty cung cấp giải pháp kỹ thuật số cho doanh nghiệp Adwayer cho biết, sáng tạo, hầu hết các máy tính hoặc robot thông minh đều không thể vẽ như Picasso hay tạo ra âm nhạc như Moza. Cũng không ai có thể lý giải chênh lệch trong sự sáng tạo giữa người với người. Vì vậy, thật an toàn khi nói rằng ai gần như không thể tái tạo sự sáng tạo làm nên những tác phẩm đáng kinh ngạc nhất thế giới. Tự động hóa được lập trình và không thể tái tạo sự sáng tạo có cảm hứng, đòi hỏi trí tưởng tượng, mơ mộng. Điều mà con người giỏi nhất, chuyên gia nhân sự Zupa Likon chia sẻ, Carl Henderzer, CEO toàn cầu của Ozuvi và Innovation đã tự mình thử nghiệm chất GPT và không đánh giá cao khả năng sáng tạo trong marketing của công cụ AI này. Trí tuệ nhân tạo thực sự là nhân tạo, theo nghĩa cơ bản nhất của từ này, nó được tạo ra bởi con người. Điều tốt nhất mà chat GPT có thể làm là khai thác kiến thức hiện có, thứ mà con người phải mất hàng nghìn năm mới có được và vài thập kỷ để đưa lên Internet. Henderson viết, vậy nên khả năng suy nghĩ sáng tạo một cách bản năng, tính độc đáo và cảm xúc trong sáng tạo là điều ai không thể bắt trước.